Vâng, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Trong cái thời điểm bây giờ là một cái thời điểm mà nhà nước đang làm rất chặt về cái việc mà quá khổ quá tải. Thì một chiếc xe mà có tải trọng càng lớn thì các bác có thể là chở được càng nhiều hàng. Vì cái bản chất cái xe chở hàng của chúng ta thời điểm bây giờ nhiều mặt hàng nó rất chi là nặng, rất chi là nặng. Mà cái tải trọng của xe thì lại không đảm bảo được. Chính vì thế hôm nay tôi đưa đến các bạn một cái giải pháp, một chiếc xe tải thùng. Nhìn có vẻ rất nhỏ gọn thôi, nhưng cái tải trọng của nó cực kỳ là lớn. Các bạn có thể nhìn thấy, đây là chiếc xe chiến thắng 3 tấn 15 thùng. Cái mẫu xe này các bạn có thể nhìn nó rất chi là giống với cả Hyundai Porter 150. Nó là cái mẫu xe Hyundai tải trọng có 1 tấn rưỡi thôi. Nhưng về đến chúng tôi sản phẩm chiến thắng này, tải trọng của nó là 3 tấn 15. Tức là gần như là gấp đôi cái tải trọng của cái xe Hyundai. Chính vì thế nó là một trong số những cái chiếc xe mà thời điểm giờ rất chi hợp lý các bác có thể là chạy hàng, kể cả là những cái loại mà hàng nặng đi chăng nữa, kể cả hàng nặng đi chăng nữa nhá. Chiếc xe này cái kích thước thùng của nó thì bề dài thùng là được 3m65, rộng là 1m77 và chiều cao từ sàn thùng cho đến điểm cao nhất sát xô nó là 1m7. Một cái kích thước thùng cũng vừa đủ để chúng ta có thể đi vào ngõ ngách, nhưng chúng ta có thể chở được hàng nặng. Đó là một cái điểm ăn tiền của chiếc xe này. Cộng vào đó thì cái cỡ lốp của chiếc xe tải 3 tấn 15 này, nó dùng cỡ lốp trước sau như một, dùng cái loại cỡ lốp 600/15 của Đà Nẵng. Một cái cỡ lốp khá là to, chúng ta có thể chạy vượt tải được đó. Và những xe này tôi bán một vài xe lên Sơn La để các bác có thể chạy hoa quả trên đó, mặc dù đường rất là dốc vì cái cỗ máy của nó sử dụng cỗ máy khá là khỏe. Và một cái điểm ăn tiền của nó nữa là chính từ cái cabin này. Cabin này nó giống kia cabin Hyundai Porter, chính vì vậy từ cái hình thức bên ngoài rất chi là đẹp cho đến cái độ dày dặn chắc chắn của nó rất chi là dày, cộng thêm cái nội thất của nó thì rất chi là tuyệt vời. Cái nội thất của cabin này nó phải nói như nào nhỉ, nó phải nói là nó là một cái loại mà cabin cao cấp hơn rất nhiều so với cả những phân khúc xe tải thùng linh kiện Trung Quốc áp giao Việt Nam từ trước đến giờ luôn đấy nhá. Chúng ta có thể so sánh một vài mẫu xe, ví dụ như là xe của chiến thắng lắp trước đây này, mẫu cabin cũng không thể nào bằng cái này được, xe tải thùng kể cả của TMT đó, rất chi là dày mà đẹp. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi lướt một vòng. À, con này chúng tôi thì chỉ có phân khúc là thùng khung mũi của bạc thôi, chỉ có duy nhất một phân khúc thùng khung mũi của bạc. Và chúng ta có ba cái màu để các khách hàng có thể lựa chọn, một màu trắng và hai màu xanh, nó có hai màu xanh nữa để các bạn lựa chọn. Đó. Thùng đây chúng ta được kết thế là cái thùng khung mũi của bạt, và cái thùng này là cái thùng của nguyên bản nhà máy đóng, thùng nhà máy đóng nhá, rất chia dày dặn. Đấy, hộp dày. Nói về xe chiến thắng thì xe chiến thắng từ trước giờ luôn luôn sản xuất ra những chiếc xe nó thuộc dạng hạng là ăn no vác nặng, quá tải. Đó. Và chúng ta có thể nhìn cái bộ cầu. Cầu khá là to đấy ạ. Cầu khá là to đấy ạ. Và cầu này thì gần như nó là cầu nhanh nhá. Tại vì sao? Tại vì xe thùng thì chúng ta phải di chuyển trên cái quãng đường dài, chính vì thế là chúng ta sẽ dùng cái cầu nhanh. Không như loại xe tải ben thì dùng cầu trung và cầu chậm. Đó. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Rồi. Rồi, vậy chúng ta cùng lướt qua trong cái nội thất của con này xem như thế nào nhá. Hyundai Porter như thế nào? Con này như thế. Đẹp, dày dặn, đầy đủ tiện nghi với các bạn.
ngay từ cái tiếng mở cửa hay đóng cửa chúng ta đã có thể cảm nhận được là cái dày dặn của cabin. Con này thì đi được sử dụng 3 chỗ ngồi và ghế đã được bọc da từ nhà máy, nguyên bản ghế bọc da từ nhà máy. Cái hộp số của nó thì được sử dụng cái hộp số là 5 số tiến và 1 số lùi. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, cái nội thất nó rất chi là mượt, mà rất trông nó thật, từ cái nhựa này, đó, cho đến tất cả các cái màn hình táp lô rất dễ nhìn, đẹp. Và một cái điểm đặc biệt nữa, nhà máy chiến thắng ưu tiên cho chiếc xe này, nó có cả một màn hình. Tắt điều hòa đi. Con này được tích hợp sẵn điều hòa nhé, tích hợp sẵn điều hòa rồi. Con này thì có cả một màn hình nữa, và màn hình là nguyên bản từ nhà máy nhé. Đó. Ngoài màn hình này ra thì chúng ta có cả cam lùi. Đó, các bạn nhìn thấy có cả cam lùi luôn. Cam lùi tích hợp sẵn từ nhà máy. Vậy là một chiếc xe mà gần như đã hoàn thiện, chúng ta không cần phải làm thêm bất cứ một cái gì nữa. Về và chạy, bạt đầy đủ. Đây, bạt đây. Đó. Mà cái mức giá đầu tư của chúng ta nó rất dễ chịu. Chỉ hơn 35 triệu, chúng ta đã có một chiếc xe tải 3 tấn 15. Có thể chạy hàng, chạy chợ, chạy mọi ngõ ngách và có thể cõng hàng nặng. Đồng thời thời điểm giờ, từ mùng 1 tháng 7, 2023 cho đến 31 tháng 12, 2023 thì còn được giảm 50% thuế trước bạ nữa cơ. Đó, các bạn nếu có nhu cầu muốn tìm hiểu về xe, hãy liên hệ ngay với chúng tôi sẵn sàng tư vấn đến tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.